Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam ngày 16 tháng 7 năm 2016. Anton kính chào quý vị. Trung Quốc đề nghị Nhật Bản dừng can thiệp vào Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson sẽ thăm Trung Quốc. Chưa khẳng định có nạn nhân người Việt nào trong vụ thảm sát ở Nice. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hôm 15 tháng 7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Nhật cần dừng can thiệp và thổi phồng vấn đề Biển Đông. Vấn đề này đã nhận được nhiều sự chú ý tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, trong một cuộc gặp, ông Lý nói với ông Abe như sau: Nhật Bản không phải là một nước trực tiếp liên quan đến Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, và vì vậy nên thận trọng về lời nói và việc làm, và hãy dừng việc thổi phồng cũng như can thiệp. Hãng tin Kyodo của Nhật đưa tin ông Abe đã nói với ông Lý rằng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp phải được tôn trọng. Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí rằng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hôm 12 tháng 7 phải được tuân thủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kawamura cho hay ông Abe đã nhắc lại những quan điểm cơ bản về Biển Đông trong cuộc gặp với ông Lý. Ông Kawamura nói, tình hình Biển Đông là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Phán quyết của tòa ngày 12 tháng 7 có tính chung cuộc và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên trong vòng tranh chấp. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan có tranh chấp ở Biển Đông. Sau khi tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ giá trị của tuyên bố đòi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã kêu gọi các nước không hành động mạnh bạo để khai thác những điểm lợi cho họ trong phán quyết. Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson sẽ thăm Trung Quốc 3 ngày kể từ Chủ nhật 17 tháng 7. Ông Richardson sẽ gặp Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi và thăm Học viện Tàu ngầm ở Thanh Đảo. Chuyến thăm nhằm giảm căng thẳng liên quan đến những tranh chấp ở Biển Đông. Trang Military.com đưa tin ông Richardson phát biểu: Tôi mong đợi chuyến thăm này và gặp gỡ với Đô đốc Ngô. Đây là những thời điểm quan trọng đối với hải quân hai nước và đối với các lực lượng hải quân trong toàn khu vực. Khi chúng ta tìm cách học hỏi lẫn nhau, không gì có thể thay thế những cuộc gặp trực diện như thế này. Nghị trình của Đô đốc Richardson bao gồm thảo luận về Biển Đông, các cuộc thao dượt RIMPAC ở ngoài khơi Hawaii và biển Nam California và những cơ hội trong tương lai để hải quân hai nước hoạt động cùng nhau. Chuyến thăm của ông Richardson diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết nói Trung Quốc không có cơ sở pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của họ về Biển Đông. Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp hôm 15 tháng 7 để biểu quyết về tư cách đại biểu quốc hội của 496 người trúng cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Hội đồng đã không công nhận ông Trịnh Xuân Thanh đủ tư cách là đại biểu quốc hội khóa 14. Trong cuộc bầu cử, ông Thanh đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử tại tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, trong hơn một tháng trở lại đây, dư luận xã hội và báo chí đã phanh phui ra nhiều sai phạm của ông khi ông nắm các vị trí khác nhau trong hệ thống nhà nước, tạo ra sức ép dẫn đến việc ông phải chủ động không tái ứng cử chức Phó Chủ tịch Hậu Giang và nay là bị hủy tư cách đại biểu quốc hội. Theo thể lệ quốc hội và luật bầu cử Việt Nam, người ứng cử phải qua một quy trình sàng lọc nhiều tầng nấc trước khi trở thành ứng cử viên chính thức. Việc ông Trịnh Xuân Thanh vẫn lọt qua đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của quy trình. Đại biểu Quốc hội khóa 13 Dương Trung Quốc giải thích về vấn đề này. Bởi vì cái thực ra người dân có được tham dự đến đâu trong quy trình đó, chủ yếu là cái bộ máy, trong đó có bộ máy của Đảng, của chính quyền, của Quốc hội v.v. Cho nên đúng cái quan điểm của tôi cũng là qua cái việc này nó bộc lộ rất nhiều cái hở. Thậm chí tôi nói là những vấn đề còn quan trọng hơn thế nữa. Thí dụ như là cái việc ông là một cái vốn là một cái quan chức của một cái bộ trung ương mà được giới thiệu để tham gia vào trong cái lãnh đạo địa phương như là cái sự luân chuyển cán bộ. Thì đến lúc này người ta mới phát hiện ra khi cơ quan của Đảng vào cuộc thì phát hiện ông này không nằm trong cái diện luân chuyển. Vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng làm nhiều người nêu ra chất vấn trên mạng xã hội rằng tại sao những người tự ứng cử độc lập có tư cách và thành tích công việc tốt hơn ông Thanh lại không lọt qua quy trình.
đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra cái nhìn của người trong cuộc như sau. Tôi đã phát biểu ở trên nhiều diễn đàn rằng cái điều đó nó thể hiện cái sự cứng nhắc ở trong thể lệ bầu cử. Bởi vì là Quốc hội cứ muốn xây dựng một cái cơ cấu nó được gọi là hợp lý và cơ cấu quá cứng. Thì có lẽ thông qua cái sự việc này thì chắc là trong thời gian tới thì cũng phải nhìn nhận lại cái thể lệ bầu cử cho nó bảo đảm cái tính dân chủ hay những cái khác là bảo đảm được cái chất lượng trong cái sự lựa chọn của cử tri. Vụ một xe tải lao vào đám đông ở Nice trong ngày Quốc khánh Pháp làm 84 người chết vẫn đang gây bàng hoàng cho nước này và thế giới. Ông Phạm Cao Phong, một phóng viên tự do hiện đang có mặt ở Paris, nói với VOA rằng cho đến trưa ngày 15 tháng 7, chưa có thông tin chính thức từ nhà chức trách là có nạn nhân người Việt nào hay không. Cảnh sát thì muốn làm cái gì nữa, thông báo rằng rất là chính xác. Hiện nay thì chúng tôi không biết chính xác là có những người Việt Nam nào có bị thương hoặc là bị chết trong cuộc thảm sát này. Phóng viên tự do Cao Phong cho hay ưu tiên lúc này được dành cho việc cứu chữa những người bị thương. Tình huống bây giờ là tất cả mọi người đang kêu gọi quyên góp máu để mà giúp đỡ những nạn nhân. Cái công việc cấp cứu bây giờ là cái công việc quan trọng nhất. Còn 18 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Cao Phong nhận định có thể những kẻ khủng bố đã thất bại trong việc phá hoại giải vô địch bóng đá châu Âu vừa qua nên đã chuyển sang nhắm vào tấn công các mục tiêu mềm. Về cảm xúc của người Pháp cũng như người Việt đang sinh sống ở Pháp sau vụ lao xe có tính chất khủng bố này, ông Phong mô tả đó là sự phẫn uất và khinh bỉ dành cho thủ phạm và những kẻ đứng sau. Một kẻ đã lái xe tải lao vào đám đông ở Nice vào buổi tối của ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, làm 84 người chết và hơn 100 người khác bị thương. Kẻ tấn công cũng đã chết, cảnh sát xác định danh tính của hắn ta là một người Pháp gốc Tunisia 31 tuổi sống ở Nice. Chưa có xác nhận rằng hắn làm việc cho nhà nước Hồi giáo hay bất kỳ nhóm chủ chiến nào khác. Bộ Nội vụ Pháp nói cảnh sát đã bắn chết kẻ lái xe. Cảnh sát sau đó phát hiện chiếc xe tải chở thuốc nổ, lựu đạn và các loại vũ khí khác. Tình hình hỗn loạn đã khiến một số du khách ở gần hiện trường bị mắc kẹt. Pháp sẽ để quốc tang trong 3 ngày tới. Tổng thống Pháp François Hollande nói tình trạng khẩn cấp của Pháp đáng lẽ sẽ kết thúc vào cuối tháng này thì nay được gia hạn thêm 3 tháng và sẽ có thêm 10.000 quân nhân tăng cường cho các lực lượng an ninh trên khắp đất nước. Ông cho biết Pháp sẽ tăng cường vai trò của nước này ở Syria và Iraq. Báo chí Pháp đưa tin văn phòng công tố Paris vốn chuyên xử lý các vụ khủng bố lớn đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ này. Nice, thành phố lớn thứ 5 của Pháp và là thủ phủ vùng Côte d'Azur, đã được các lực lượng an ninh phong tỏa để đề phòng khả năng còn có những âm mưu tấn công khác nữa. Giới chức chính quyền Nice nói nhiều cảnh sát viên cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Những người biểu tình đã ném trứng và chai nước vào Thủ tướng Nam Triều Tiên Hoàng Kyo-an hôm 15 tháng 7 khi ông cố xoa dịu những mối quan ngại của người dân sống ở gần khu vực nơi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ THAAD sẽ được triển khai. Sau khi thăm căn cứ không quân Seongju, ông Hoàng đã phát biểu tại tòa thị chính của hạt Seongju và cố gắng trấn an người dân rằng chính phủ quan tâm về sự an toàn của họ. Thủ tướng Hoàng nói, chúng tôi sẽ tiến hành việc kiểm tra cần thiết về sự an toàn của cư dân địa phương, kể cả an toàn của các sản phẩm nông nghiệp, để đảm bảo sự an toàn của những vấn đề này. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ để mọi người không phải lo lắng về các vấn đề đó. Những người biểu tình đã đáp lại lời phát biểu của Thủ tướng bằng cách hô nhiều lần những lời nhạo báng tức giận. Đội bảo vệ an ninh của ông đã giơ cặp và ô che cho ông khỏi các vật do đám đông giận dữ ném tới. Sau đó, ông buộc phải trú ẩn bên trong tòa thị chính. Quyết định của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên trong tuần này về việc triển khai THAAD ở hạt Seongju ở miền Đông Nam đã làm dấy lên lo ngại rằng THAAD có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của người dân sống ở gần đó, đặc biệt là từ việc tiếp xúc với bức xạ do sóng của hệ thống radar phát ra rất mạnh. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye trong tuần này nói các mối đe dọa hiện hữu do Bắc Triều Tiên ngày càng tăng năng lực về hạt nhân và phi đạn đạn đạo đã khiến chính phủ của bà phải nhanh chóng tăng cường phòng thủ tên lửa. Tổng thống Mỹ Obama nói nước Mỹ đang trông đợi quá nhiều từ cảnh sát, bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề xã hội. Tổng thống đã phát biểu như vậy tối 14 tháng 7 trong cuộc gặp tại một nhà hát ở Washington và được truyền hình trên toàn quốc.
Sự kiện này được tổ chức để thảo luận về hàng loạt những vụ căng thẳng chủng tộc và bạo lực của cảnh sát gần đây. Những vụ này đã trở thành một dấu ấn về nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Obama đã bị chất vấn gay gắt mấy lần về các vấn đề này trong cuộc gặp. Phó thống đốc Texas Dan Patrick, người của Đảng Cộng hòa, gọi những người biểu tình với khẩu hiệu mạng sống của người da đen cũng quan trọng là những kẻ đạo đức giả sau vụ bắn súng ở Dallas. Ông kêu gọi Tổng thống làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ cảnh sát. Ông Obama trả lời, tôi đã rất rõ ràng trong việc lên án bất kỳ lời lẽ nào nhắm vào nhân viên cảnh sát. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Phó Thống đốc cần phải tìm xem có thông điệp nào mà không chứa đựng sự ủng hộ rất mạnh mẽ cho lực lượng thực thi pháp luật trong tất cả các phát biểu của tôi kể từ vụ Ferguson. Bởi vì tôi trông cậy vào lực lượng thực thi pháp luật bảo vệ tôi và gia đình tôi, cũng như tất cả mọi người khác. Một cuộc tranh tài tuyển chọn những bếp trưởng trẻ tuổi tài năng để tham gia một cuộc thi đẳng cấp thế giới mới đây đã diễn ra ở thành phố New York. Được dìu dắt bởi một số bếp trưởng nổi tiếng nhất ở New York, thế hệ những bếp trưởng tiếp theo này phải học cách thích nghi với môi trường căng thẳng như nồi áp suất. Daniel Bluth có lẽ là một trong những bếp trưởng giỏi nhất tại New York với 7 nhà hàng ở Manhattan, 6 giải thưởng James Beard và vô số những bằng khen khác. Nhưng hôm nay, ông để việc nấu ăn lại cho cô Mimi Chen, 18 tuổi, một trong số những người muốn trở thành bếp trưởng, đang tranh tài để giành một suất tham dự cuộc thi nấu ăn Bocuse d'Or. Bocuse d'Or về cơ bản là giải vô địch thế giới về nấu ăn. 60 nước tranh tài để giành 24 suất trong vòng chung kết tổ chức mỗi 2 năm một lần ở thành phố Lyon, nước Pháp. Cô Chen là một trong những thí sinh trẻ nhất trong vòng chung kết, có cơ hội đi cùng và làm việc với đội Mỹ. Cơ hội một lần trong đời này có thể trở thành hiện thực nhờ Mentor, một tổ chức phi lợi nhuận do những bếp trưởng nổi tiếng Daniel Bluth, Thomas Keller và Jeremy Bocuse sáng lập. Chúng tôi cấp khoản trợ cấp cho bếp trưởng trẻ tuổi để họ có thể tạm rời công việc của mình, để họ có thể trải nghiệm ở nơi khác và quay trở về tràn đầy sức sống, tràn đầy hứng khởi. Đó là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm, giúp cho thế hệ tiếp theo giỏi hơn chúng tôi. Thật khó có thể hình dung có ai đó giỏi hơn những bếp trưởng vừa tề tựu về Học viện Ẩm thực ở New York này. Nhưng con đường tiến tới sự vĩ đại trong ngành ẩm thực bắt đầu từ tuổi trẻ và từ sớm. Tôi theo học tại trường dạy nấu ăn năm 17 tuổi và sau đó tốt nghiệp năm 19 tuổi. Theo nghề này thì phải nỗ lực làm việc hết mình, tìm đúng bếp trưởng giỏi để cộng tác và theo đuổi tới cùng. Brandon Scott dù mới 20 tuổi nhưng đã có những dự định lớn lao. Tôi muốn trở thành bếp trưởng, tôi muốn tranh tài trong cuộc thi Bocuse, tôi muốn mở nhà hàng riêng, dù gì đi nữa thì tôi cũng phải mất thời gian. Theo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia, doanh số cho những nhà hàng thương mại được dự báo ở mức 720 tỷ đô la trong năm nay. Đối với những bếp trưởng trẻ tuổi hy vọng sẽ nổi danh, sự dìu dắt có thể là rất quan trọng. Có những nhà hàng mà bạn không thể một mình vươn tới được và đây là cách mà chúng tôi ghi nhận tài năng và kết nối tài năng với cơ hội. Cơ hội đó đã được trao cho Mimi Chen, người chiến thắng cuộc thi Commis, tuyển chọn người học nghề. Nhưng chiến thắng có lẽ không chỉ cho cô, mà còn cho thế giới ẩm thực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.